Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an bên cạnh người thân và gia đình. Trong video hôm nay, Học Tiếng Anh cùng Vân Anh, chúng ta sẽ học đếm tiếng Anh từ 1 tới 20. Vân Anh hy vọng đây là một bài học hữu ích dành cho bạn. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo theo dõi video Học Tiếng Anh cùng Vân Anh thật là thú vị. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. One, 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 một, số một. I only have one mother in my life. I only have one mother in my life. I only have one mother in my life. Tôi chỉ có một mẹ ở trên đời. Mother. Mother. Mother có nghĩa là mẹ. Life. Life. Life là cuộc đời. Two. 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 Hai. Số hai. There are two sides of a coin. There are two sides of a coin. There are two sides of a coin. Đồng xu thì có hai mặt. Coin. Coin. Coin là đồng xu. Side, 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 side là mặt. Vì 2 là nhiều hơn 1, nó được gọi là số nhiều. Số nhiều ở đây được tính là lớn hơn 1. Khi lớn hơn 1 là từ chúng ta phải thêm chữ S ở phía sau. Two sides, two sides, two sides là hai mặt. Three, three, three là ba, số ba. My house has three bedrooms. My house has three bedrooms. My house has three bedrooms. Nhà tôi có 3 phòng ngủ. House. House. House là ngôi nhà. Bedroom. Bedroom. Bedroom là phòng ngủ. Có 3 phòng ngủ có nghĩa là nhiều hơn 1. Nó là số nhiều, cho nên chữ bedroom có thêm chữ S ở phía sau. 3 bedrooms. 3 bedrooms. 3 bedrooms. 3 phòng ngủ. 4. 4. 4. 4. Số 4. A year has 4 seasons. A year has 4 seasons. A year has 4 seasons. Một năm có 4 mùa. Year. Year. Year có nghĩa là năm. Season, season, season có nghĩa là mùa. 5, 5, 5, 5, số 5. Chữ 5 kết thúc bằng chữ VE ở cuối, chúng ta phát âm nhẹ là V. 5. A hand has 5 fingers. A hand has 5 fingers. A hand has 5 fingers. Là một bàn tay có 5 ngón tay. Hand, hand, hand là bàn tay. Finger, finger, finger ngón tay. Six, six, six. A half year has 6 months. A half year has 6 months. A half year has 6 months. Nửa năm là 6 tháng. Month, month, month là tháng. 7, 7, 7, 7, số 7. A week has 7 days. A week has 7 days. A week has 7 days. Một tuần thì có 7 ngày. Week, week, week là tuần, tuần lễ. 8, 8, 8, 8, số 8. Spider has 8 legs. Spider has 8 legs. Spider has 8 legs. Là con nhện có 8 cái chân. Spider, spider, spider con nhện. Leg, leg, leg là chân. 9, 9, 9 9, số 9. 9 is the number of heaven. 9 is the number of heaven. 9 is the number of heaven. Số 9 là con số của thiên đường. Người Việt của chúng ta hay nói là thiên đường ở trên 9 tầng mây. Heaven, heaven, heaven là thiên đường. 10, 10, 10 là 10, số 10. 11, 11, 11 hoặc là bạn cũng có thể đọc là 11, 11, 11 là số 11. I have 11 books. I have 11 books. I have 11 books. Tôi có 11 quyển sách. Book, book, book là quyển sách. 12 12, số 12. A year has 12 months. A year has 12 months. A year has 12 months. Một năm có 12 tháng. 13 13, số 13. There are 13 stripes in the flag of USA. There are 13 stripes in the flag of USA. Có 13 cái sọc trên lá cờ Mỹ. Chúng ta đếm thử ha, có đúng 13 cái không? Trên lá cờ Mỹ có 13 sọc trắng đỏ. Stripes, stripe, stripe, stripe là sọc. Flag, flag, flag là lá cờ. 14 14, số 14. Valentine's Day is February 14. Valentine's Day is February 14. Valentine's Day is February 14. Ngày lễ tình yêu là ngày 14 tháng 2. Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day là ngày lễ tình yêu. Ngày lễ tình yêu này nó không chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau mà nó còn dành cho những người mà chúng ta yêu quý, chẳng hạn như là cha mẹ, thầy cô, bạn bè. 15 là 15, số 15. There are 15 students in the class. There are 15 students in the class. There are 15 students in the class. Có 15 sinh viên ở trong lớp học. Student, student, student là sinh viên. Class, class, class là lớp học. Sitting 16, số 16. Many bankers have sitting teachers. Many bankers have sitting teachers. Many bankers have sitting teachers. Nhiều thẻ ngân hàng có 16 số. Các bạn dỡ cái thẻ của mình ra, thẻ Visa hoặc là thẻ MasterCard. Chúng ta thẻ ATM cũng được, chúng ta dỡ ra, chúng ta sẽ thấy là hầu hết các thẻ của chúng ta là có 16 số dập nổi hoặc là in ở trên mặt thẻ. 17 I have 17 candies. I have 17 candies. I have 17 candies. Tôi có 17 viên kẹo. Candy, 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 viên kẹo. 18, 18 18, 18, số 18. Hell has 18 levels. Hell has 18 levels. Hell has 18 levels. Địa ngục thì có 18 tầng. Lúc nãy chúng ta học về thiên đường rồi thì bây giờ chúng ta cũng học đối nghịch với thiên đường là địa ngục. Hell, hell, hell. Chữ hell có chữ L ở cuối cho nên chúng ta đánh lưỡi lên. Chúng ta cong cái lưỡi, đầu lưỡi của chúng ta đụng lên cái vòm miệng ở phía trên ha. Hell, hell, hell. Địa ngục. Level, level, level là tầng. Từ nãy giờ bạn nhìn thấy là những cái nào mà nó hơn một là từ đó ở phía sau đều có thêm chữ S. Riêng chữ candy, vì chữ cuối cùng của nó là chữ Y dài, cho nên số nhiều của nó người ta đổi thành là E-S. Tiếng Anh đọc là I-E-S. Candies là số nhiều. 19, 19, 19. 20, 20, 20. 20, số 20. Người Mỹ người ta đọc đọc chữ T ra chữ D, cho nên chữ 20 người ta đọc là 20, 20. 10 plus 10 equals 20. 10 plus 10 equals 20. 10 plus 10 equals 20. 10 cộng 10 bằng 20. Plus, plus, plus là cộng. Equal, equal, equal là bằng. Như vậy là chúng ta đã học cách phát âm đọc số 20 số trong tiếng Anh. Từ 1 tới 20. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại ha. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8. 9, 9, 9. 10, 10, 10. 11, 11, 11. 12, 12, 12. 13, 13. 14, 14, 14. 15, 15, 15. 16, 16, 16. 17, 17, 17. 18, 18, 18. 19, 19, 19. 20, 20, 20. đó là đếm từ 1 tới 20. Bạn có thấy là bắt đầu từ số 13 cho đến số 19, chúng ta đọc có thêm chữ teen ở phía sau. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Người Mỹ có kêu là tuổi teen là teenager. Teenager. Teenager là những người ở tuổi 13 cho tới tuổi 19. Tuy nhiên là chúng ta lưu ý là ở đây có hai số mà đặc biệt có cách đọc khác ha. 13, 13, 13 là 13. 15, 15, 15 là 15. Còn lại 14, 16, 17, 18, 19 thì chúng ta chỉ cần điền tiếng Anh là 4 là 4, thêm chữ teen ở sau ha. 16, 6 ở trước, teen ở sau, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Ok, bây giờ bạn đọc lại cùng Vân Anh một lần nữa ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay quá, chúng ta đã đọc được từ 1 tới 20 trong tiếng Anh rồi. Bây giờ chúng ta cố gắng luyện tập đọc thật là nhiều từ 1 tới 20 ha. Vì đây là 20 số đầu tiên cơ bản rất là quan trọng trong tiếng Anh. Vân Anh hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo với những điều thú vị khác để học tiếng Anh cùng Vân Anh ha. Xin chào và hẹn gặp lại.